Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về bài thi lý thuyết lái xe ô tô ở Hà Lan Bài thi lý thuyết ở Hà Lan có những phần nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé Bài thi lý thuyết lái xe ở Hà Lan sẽ có 3 phần Phần thứ nhất, hazard Kenning là phần nhận biết nguy hiểm sẽ có 25 câu Phần thứ hai là Kenis là những hiểu biết của bạn về ô tô cũng như quá trình tham gia giao thông là có 12 câu. Phần thứ ba là inzik. Phần này là phần khó nhất, có 28 câu là những hiểu biết của bạn khi tham gia giao thông. Phần thứ nhất có 25 câu, mỗi câu bạn chỉ có 8 giây để làm thôi. Nó sẽ có 3 đáp án, đáp án thứ nhất là ramen, là phanh hay là các bạn trong miền Nam gọi là thắng lại á. Đáp án thứ hai là khas, Los latin là nhà Tây ga. ra đáp án thứ ba là không có làm gì hết thì trong các trường hợp mà mình cần phải phanh lại là thường là các trường hợp nguy hiểm khẩn cấp liên quan đến tính mạng con người họ có thể tốc độ quá cao có thể là đằng trước của mình có trẻ con hoặc là có động vật hoang dã đang băng qua đường đứng ở giữa đường luôn mình thấy đó là một mối nguy hiểm khẩn cấp và mình đang đi tốc độ cao ấy, thì mình phanh gấp lại mình thấy uh, nó không quá nguy hiểm nếu mình không làm gì hết thì nó cũng có thể có nguy cơ xảy ra nguy hiểm thì mình nhả tay ga ra một chút khas lost latin là nhả tay ga đáp án thứ ba là đáp án mà mình không làm gì hết có nghĩa là mình đang đi ở điều kiện thời tiết tốt này đi tốc độ tốt và đường an toàn chỉ có 8 giây để làm một câu thôi các bạn nhé nên các bạn phải làm thật nhanh 25 câu này bạn được phép sai 12 câu Phải đúng được 13 câu thì bạn mới đậu được phần này. Phần thứ hai và phần thứ ba của bài thi là phần quan trọng nhất của bài thi đó là Kenis và Inzik. Thì uh, phần Kenis các bạn sẽ có 12 câu và bạn được phép sai 2 câu, có nghĩa là bạn phải đúng được 10 câu thì bạn mới đậu. Phần Inzik có 28 câu, bạn phải đúng được 25 câu, có nghĩa là bạn được phép sai 3 câu. Uh, dạng câu hỏi thứ nhất là dạng câu hỏi liên quan đến ví dụ trong trường hợp này liên quan đến vo rang là phần nhường đường ha ai được đi trước ai được đi sau và các bạn sẽ không có a b c để chọn mà các bạn sẽ phải là người tự kích đó con chuột vào cái phương tiện mà bạn nghĩ là được đi đầu tiên được đi thứ hai và được đi cuối cùng mình có thể gặp hai người có thể gặp ba người thậm chí bốn năm người nhưng mình cứ làm đúng trình tự một hai ba bốn Ví dụ trong trường hợp này có 3 người tham gia giao thông. Người thứ nhất là người đi xe đạp đang đi trên đường ưu tiên. Người thứ hai là người đi ô tô đang giao với đường ưu tiên họ có răng các mặt ở phía trước. Và người thứ ba là người đi bộ. Người xe đạp có quyền ưu tiên so với xe ô tô trắng. Và người đi xe đạp không có nhiệm vụ phải nhường đường cho người đi bộ tại vì người đi bộ và người đi xe đạp. Đó đi khác cung đường khi giao nhau người đi bộ luôn phải đợi lại. Bạn gặp người đi bộ đi qua zebra path hay đi qua inrit audit là bạn bắt buộc phải nhường đúng không? Còn trong trường hợp bình thường ấy, cứ vuông góc cứ giao nhau với người điều khiển phương tiện là người đi bộ phải đợi lại. Hay nhìn trong hình này mình thấy là người đi xe đạp nhìn thấy cánh tay của người đi bộ sẽ không có nhiệm vụ phải nhường đường cho người đi bộ. Thì trong trường hợp này đáp án sẽ là người đi xe đạp. Đó là người đi đầu tiên, người đi thứ hai sẽ là người đi bộ. Tại sao người đi bộ và người điều khiển phương tiện ô tô màu trắng đang đi trên cùng một cung đường, trên cùng một cung đường người ta áp dụng luật là thẳng trước rẽ sau, hay có một cái mẹo dễ nhớ là người đạp xe đạp thì nhìn thấy cánh tay của người đi bộ không có nhiệm vụ nhường, nhưng người đi ô tô đang nhìn thấy ngực, đó, đang nhìn thấy ngực hoặc nhìn thấy lưng của người đi bộ thì người đi phương tiện ô tô bắt buộc phải nhường tại cùng một cung đường thẳng trước rẽ sau ok bây giờ mình chúng ta sẽ cùng làm cái bài này nhé một hai ba đó là cách các bạn làm cái phần này các bạn kéo con chuột vào từng phương tiện một bạn nghĩ là phương tiện nào là phương tiện đầu tiên phương tiện nào là phương tiện thứ hai hay người tham gia giao thông thứ hai và thứ ba, thứ tư, thứ năm cứ như vậy chúng ta sẽ làm hết bài thi của cái phần rang học. Dạng câu hỏi tiếp theo cũng là ai là người có quyền ưu tiên nhưng nó không phân ra là 1 2 3 4 mà nó lại nói là ai là người được đi đầu tiên, cũng có những câu hỏi nó sẽ hỏi là ai là người được đi thứ hai hoặc ai là người được đi cuối cùng. Thì các bạn cứ nhìn kỹ xem là ok, ai là người được đi đầu tiên trong hình này. Đó. trong hình này thì đã mình đang đi trên đường đồng quyền đường đồng quyền là đường không có biển ưu tiên, không có răng cá mập mọi người là bình đẳng trên đường đồng quyền thì mình sẽ áp dụng luật là phải trước, trái sau nếu họ đi khác cung đường trong trường hợp này xe ô tô màu trắng đang nằm ở phía bên tay phải so với xe mô tô vì thế xe ô tô sẽ là người được đi đầu tiên đó, phần này thay vì các bạn phải kéo 1, 2, 3, 4 thì các bạn chỉ cần kéo 1 con chọn là vào đúng cái phương tiện và đúng cái câu hỏi ai là người được đi đầu tiên thôi. Cũng có thể bài thi họ sẽ thay đổi ai là người được đi cuối cùng thì lúc đó mình lại phải check xem. Còn trong trường hợp này họ hỏi ai là người đi đầu tiên thì mình sẽ kéo vào phương tiện ô tô. Dạng câu hỏi thứ ba của bài thi lý thuyết đó là dạng câu hỏi mình phải tự điền đáp án. Ví dụ trong trường hợp này người ta hỏi là over who will major is the overweg. The overweg là đường tàu. Trong trường hợp này là chú ý bạn đang gặp đường tàu có rào chắn và có một gạch màu đỏ. Ấy. Cứ mỗi một gạch là bạn đang cách đường tàu 80 m, hai gạch là sáu ba gạch là 204. Thì trong trường hợp này bạn sẽ đánh 80 vào thôi. Thì cái phần này là phần mà các bạn phải thật sự có kiến thức bởi vì các bạn không có đáp án A, B, C để lựa chọn có sự may mắn được không có sự may mắn ngẫu nhiên cùng làm câu này nhá. Mình sẽ điền 80 dạng câu hỏi tiếp theo là dạng câu hỏi có một số hình ảnh ví dụ như là về biển báo này hoặc các các cái ký tự khi tham gia giao thông à, có thể là hình ảnh của biển báo có thể là hình ảnh của trong ngoài khu dân cư à, thì các bạn sẽ kích vào cái đáp án mà các bạn thấy là hợp lý trước hết trong trường hợp này mình đọc câu hỏi ở à, Navelport je een spitspedelik op de rijban verwachten? Spitspedelik là một dạng xe police ở Hà Lan họ hay dùng để đi bắt tội phạm ấy hoặc là đi tuần ở trên phố thôi. Ở khi mà đi được phiên tiện đó thì mình phải có bằng AM biển xe đó nhìn bên ngoài nhìn bên ngoài thì nó rất là giống xe đạp nhưng nó có biển số xe màu vàng và tốc độ của nó đi là 45 km h bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm thế thì bây giờ nếu mà mình nghĩ là họ sẽ đi off the bản bàn đi trên cùng một cung đường với mình ấy, tại mình là người lái phương tiện ô tô mà nếu họ lái ở trên of the right bàn có nghĩa là họ đang đi chung với mình C14 lại chỉ cấm người đi xe đạp và những người đi phương tiện handicap thô sơ ấy có như kiểu là wheelchair thì cái đó lại không cấm bromfit thì cái C14 là mình có thể sẽ gặp speech pedelec đi cùng trên làn đường với mình. Dạng câu hỏi tiếp theo chỉ có hai đáp án da yeah hoặc nay đúng hay sai có hay không vậy thôi trong trường hợp này uh, câu hỏi là how you the fisher so violent in how in là bắt nguồn từ động từ in Holland là vượt đó the fisher là người đẹp sẽ đẹp violent là an toàn có nghĩa cả một câu này người ta muốn hỏi là vượt phương tiện xe đạp như vậy có an toàn hay không thì các bạn nhìn khoảng cách giữa mình và người đi xe đạp nhé khoảng cách này là quá gần mọi người khi mình muốn vượt một ai đó mình phải giữ khoảng cách an toàn giữa mình và họ là khoảng 1 mét rưỡi trong trường hợp này là quá gần thì mình sẽ kích là này trong trường hợp này mình thấy không an toàn nên mình kích này phần thứ hai của bài thi là phần Canis các bạn sẽ có 7 phút để làm 12 câu và các bạn phải đúng được 10 câu có nghĩa là các bạn được phép sai hai câu trong 12 câu đó thì các bạn sẽ đậu phần Kenyis là phần thứ hai ạ bây giờ sang phần thứ ba phần cuối cùng và cũng là phần khó nhất của bài thi bạn có 15 phút để làm 28 câu và các bạn được phép sai 3 câu trên 28 câu đó có nghĩa là bạn phải đúng được 25 câu bạn mới đậu được phần Inge Phần này là một phần rất là khó và dễ gây nhầm lẫn nên các bạn phải học thật kỹ nhé. Mình nhắc lại một lần nữa, có 3 phần. Phần thứ nhất là phần khav là phần nhận biết nguy hiểm, sẽ có 3 đáp án là phanh này, nhả tay ga này hay là không làm gì hết. Phần đó có 25 câu. Đó, các bạn phải đúng được 13 câu, có nghĩa là các bạn được phép sai 12 câu. Phần thứ hai là phần Kenis có 12 câu. Các bạn sẽ làm trong vòng 7 phút. Đó, các bạn được phép sai 2 câu của phần Kenis, có nghĩa là các bạn sẽ phải đúng được 10 câu. Ít nhất là 10 câu học. Phần thứ 3 có 28 câu các bạn sẽ làm trong vòng 15 phút. Học. Trong 15 phút đó các bạn làm 28 câu, các bạn phải đúng được 25 câu. Ít nhất là 25 câu các bạn được phép sai 3 câu tối đa đó ba câu tối đa của phần 28 câu này rất là khó và nếu các bạn cảm thấy thời lượng của CBA cho ra là quá ít các bạn có thể đăng ký thêm giờ ví dụ như là mình có 7 phút để làm tennis này 15 phút để làm Inject các bạn có thể đăng ký thêm giờ mình nhớ không nhầm là nó khoảng mất hơn chục euro gì đó, euro thì mình không nhớ chính xác nữa. Thì bạn có thêm 15 phút để làm hai phần sau đó là phần Kenis và phần Inzik. để cho mình có thời gian đọc bình tĩnh hơn, tại vì người Việt mình á nhiều lúc là có thể mình hiểu luật nhưng từ vựng mình chưa hiểu rõ nên là mình cần thời gian để thật sự hiểu cái câu đó nó đang hỏi cái gì. Thì các bạn nên đăng ký thêm giờ, bắt thêm có hơn chục đồng thôi. Nếu các bạn đạt được đủ yêu cầu đó là phần thứ nhất sai tối đa là 12 câu. Phần thứ hai sai tối đa là hai câu. Phần thứ ba sai tối đa là ba câu thì các bạn sẽ đậu. Và khi các bạn đậu thì các bạn nhận được kết quả trên màn hình luôn. Ví dụ bây giờ mình làm xong hà mình nộp bài. Khi mình làm xong và nộp bài là mình biết kết quả của bài thi trực tiếp trên màn hình máy tính luôn. Họ báo correct là mình thi đậu rồi và mình đậu sau một vài phút hoặc một vài tiếng sau khi thi ấy, sau khi có kết quả ấy, họ sẽ gửi email xác nhận cho mình và báo là mình đã thi đậu các bạn thi đậu cái bài thi lý thuyết của mình sẽ có thời hạn trong vòng 18 tháng là một năm rưỡi các bạn cố gắng lấy bằng trong một năm rưỡi đó hay là 18 tháng đó Tại vì nếu như các bạn không đậu thực hành trong vòng 18 tháng đó thì các bạn phải thi lại một lần nữa, Ha, nên là cố gắng đã thi đậu lý thuyết rồi cố gắng học thực hành tăng giờ lên để lấy bằng lái. Ok, đây là một số hiểu biết của mình về bài thi lý thuyết lái xe. Mình chúc các bạn thi tốt.